Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Mình là May Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về chủ đề nuôi ba ba ha Trong clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cho ba ba ăn Thì thức ăn chính của ba ba đó là ba ba sẽ ăn thịt và cá Cá thì ba ba sẽ chuộng loại cá còn sống Nghĩa là các loại cá con, nhỏ, cá mồi mà mình hay mua ở tiệm cá cảnh đó. Thì ba ba có thể ăn loại đó tuy nhiên nếu như mà ba ba ăn cá sống thì cái nước hồ sẽ rất là dơ bởi vì sẽ có cá chết ở trong hồ cho nên là ở phía bên chỗ bán có hướng dẫn mình là mình cho ăn thức ăn cho cá như thế này đây là thức ăn viên cho cá thì à, thời gian đầu nếu như mà chúng ta tập ba ba ăn được loại này thì nước hồ của mình sẽ sạch hơn và mình đã nuôi ba ba của mình được hơn một năm bằng cái loại thức ăn này thì bé vẫn rất là khỏe mạnh ha mọi người vì vậy cho nên hôm nay mình muốn chia sẻ cách cho ăn này với các bạn nếu như mà mình cho cá sống vào trong hồ thì cá sẽ bơi qua bơi lại kích thích cái sự chú ý của ba ba để ba ba đớp mồi tuy nhiên nếu như mà mình cho ăn như vậy cái thức ăn nó đứng yên thì mình cần phải tập cho ba ba khi mà các bạn mới mua ba ba về thì các bé còn rất là nhút nhát và nó chỉ trốn dưới lớp bùn lớp cát thôi cho nên là khi cho ăn thì mình sẽ gõ vào thành hồ như thế này thì mình sẽ kích thích sự chú ý như là ba ba sẽ ngoi lên và mình thả thức ăn xuống thì bé sẽ bò lên để ăn ăn thức ăn mà mình thả xuống nếu như mà mình cho ăn cái loại thức ăn cho cá này mà mình không kêu ba ba lên đó mọi người thì ba ba nó sẽ không biết để mà ăn thì thức ăn nó sẽ nở ra trong hồ và nó làm cho cái nước hồ bị dơ và khi thức ăn để lâu trong hồ thì mình có để ý là ba ba nó cũng sẽ không có ăn nữa nó không có thích lắm cho nên là kinh nghiệm của mình đó là mình tập cho ba ba cái phản xạ có điều kiện Nghĩa là trước khi mà mình cho ăn Mình sẽ giống như lúc nãy mình gõ vài cái vào thành hồ Và khi ba ba chú ý ngoi lên á Thì mình sẽ thả thức ăn vào Mình cứ tập như vậy trong vòng 2 tuần Thì ba ba sẽ tập thành cái phản xạ có điều kiện Nghĩa là khi nghe tiếng gõ thì ba ba sẽ biết là đã có đồ ăn rồi Và bé sẽ từ dưới cát chui lên tại vì ba ba con trong cái khoảng thời gian mà đến được với mình thì bé đã phải bị rất là nhiều cái sự tác động mua bán ở bên ngoài vớt tới vớt lui và di chuyển nhiều cho nên là tính của ba ba vô cùng là nhát luôn nếu như các bạn mới mua về các bạn có thể để ý là ba ba sẽ chỉ vùi mình ở trong cát thôi và bé sẽ không có ngoi lên thường xuyên do sợ bị bắt còn bé ba ba của mình đã được một năm tuổi rồi thì các bạn có thể thấy là bây giờ bé rất là dạng dĩ Đa số thời gian là bé sẽ ở trên mặt cát giống như vậy Và bây giờ mình không có còn cần phải gõ vào thành hồ nữa Chỉ có những lúc mà mình cho ăn trái giờ thì ba ba sẽ không biết thì mình sẽ gõ vào thành hồ để kêu ba ba lên Và chỉ cần gõ một tiếng là được trong thời gian đầu lúc mà mới tập ăn phương pháp này thì mình phải gõ có lúc mười mấy cái, hai mươi cái ba ba nghe động ba ba mới bò lên và mình mới thả thức ăn xuống được. cho nên các bạn hãy kiên nhẫn nha. bé ba ba của mình bây giờ chỉ cần nghe được tiếng bước chân của mình bước ra là đã có thể bò lên trên mặt uh, cát để mà ăn thức ăn rồi. và khi mà mình thấy nếu như mà cái lượng thức ăn mình cho ăn chưa đủ ba ba vẫn còn đói thì các bạn hãy cho ăn thêm nha Tại vì mình có đọc một số những cái nghiên cứu thì họ nói là cái lượng thức ăn mà người ta nuôi ba ba con mỗi ngày sẽ bằng 1 phần 10 cái thể tích cơ thể của bé cho nên là nếu như mà mình cho ăn ít quá bé đói bụng thì các bạn thấy là bé vẫn sẽ còn lượng lượng ở phía trên mặt nước như vậy nè Đợi mình cho ăn thêm thì các bạn hãy cho ăn thêm một ít nữa Và mình nhớ cái số lượng đó ví dụ như khi ba ba còn nhỏ mình cho ăn khoảng uh, mười mấy viên Thì ngày hôm sau mình nhớ là mình đưa đúng cái số lượng đó vào Còn uh, một thời gian sau ba ba lớn hơn thì mình sẽ tăng cái khẩu phần ăn cho bé nha mọi người Lâu lâu chúng ta muốn đổi khẩu phần ăn cho bé thì các bạn có thể lựa chọn các loại cá nhỏ, cá mồi Mua ở những chỗ bán cá Những cái con cá nhỏ mà làm mồi cho cá lớn á mọi người Thì mình có thể tùy thuộc vào kích thước của ba ba mà mình mua à, Thường thì mình sẽ mua loại nhỏ nhất Và khi mà để vào á, Thì cá nó sẽ bơi bơi trong hồ này Chung với ba ba nè Và ba ba nó sẽ ăn dần Nhưng mà cái tính của ba ba nó hơi là Hơi là kỳ luôn á mọi người Nghĩa là nếu như mà các bạn cho nhiều quá vào á Thì uh, ba ba nó sẽ không có ăn từng con, từng con mà khi mà nó thấy cá bơi ngang qua hay động đó, nó sẽ rình để nó cắn cho cá chết đi rồi nó cứ để cá nổi ở đó và nó không có ăn những cái con cá sống cá chết đó mà nó cứ cắn những con cá sống thôi đến khi nào nó đói và hết cá sống thì nó mới ăn những con cá chết cho nên là lúc nãy mình có nói với các bạn đó là mình nuôi như vậy đó, nuôi mà mình cho ăn thức ăn và bằng cá sống như vậy đó, thì cái nước hồ nó sẽ rất là hôi và tanh Do có cá chết ở trong hồ là như vậy. À, nếu như mà các bạn có nuôi những con cá lớn khác có sử dụng cá mồi nhỏ thì các bạn cũng có thể chia một hai con cho ba ba ăn như vậy thì sẽ rất là tốt luôn nhưng mà do mình không có nên mình hoàn toàn là nuôi ba ba bằng thức ăn thức ăn viên như thế này. À, mình cũng đã từng thử cho ba ba ăn thịt xay thì à, bé cũng không có được à, thích và không có được à, À, hứng khởi giống như là lúc ăn cá và lúc ăn cái thức ăn viên như vậy, cho nên là qua một thời gian, á, vài ngày á, thì mình cũng không có sử dụng cái phương pháp đó nữa, vì mình bỏ thịt vào á, thì cũng không có thấy bé lên ăn, cho nên là mình nghĩ là ba ba chỉ thích những thứ chuyển động, ví dụ như những con cá bơi qua bơi lại nè, và nó có thể đánh mùi được những cái con cá, cho nên là nó có thể ăn được. Còn à, thức ăn viên á, là do khi mình mình gọi ba ba lên á thì mình thả thức ăn viên xuống thì nó có cái sự động đẩy á Cho nên là ba ba sẽ ăn Và ăn một thời gian thì bé quen luôn Cho nên là mình hy vọng các bạn cũng có thể tập được phương pháp này Nếu như mà chúng ta không có thời gian nè Hoặc là chúng ta muốn nuôi một cách đơn giản Thì cái cách này sẽ rất là phù hợp với các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip Và mình chúc các bạn một ngày vui vẻ nha